Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và dạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như ngoại Anh, Serie A, La Liga và Ligue 1. Và trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi điểm lại kết quả thi đấu các trận đấu diễn ra đêm qua và dạng sáng nay cũng như lịch thi đấu diễn ra hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2024. Trước hết xin được chúc mừng cổ động viên các câu lạc bộ Liverpool, Arsenal, Brighton, Aston Villa và Newcastle những đội bóng đã giành chiến thắng trong loạt trận diễn ra chiều tối và đêm qua tại vòng một ngoại hạng Anh. Cụ thể trong trận đấu diễn ra chiều tối ngày thứ bảy, Liverpool có chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân của tân binh Ipswich Town nhờ hai bàn thắng của Diogo Jota ở phút 60 và pha làm bàn của Mohamed Salah sau đó 5 phút. Ở loạt trận diễn ra lúc 21 giờ ngày 17 tháng 8, câu lạc bộ Arsenal cũng có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Wolverhampton Wanderers bằng hai bàn thắng đều ghi dấu giày của Bukayo Saka. Trong hiệp một tiền đạo người Anh có pha kiến tạo để Kai Havertz ghi bàn ở phút 25, sang hiệu hai chính Saka ghi dấu ấn bằng bàn thắng ở phút 74. Trong loạt trận đêm qua ngoại hạng Anh chứng kiến chiến thắng đậm nhất là ở trận đấu giữa Everton và Brighton, đội chủ sân Goodison Park bị vươn lên dẫn trước 2-0 trước khi bị mất người do thẻ đỏ, cuối cùng nhận thất bại mũi mặt 0-3 ngay trên sân nhà ngày ra quân cùng có được chiến thắng ngày ra quân trong loạt trận diễn ra đêm qua ở ngoại hạng Anh còn có Newcastle trong chiến thắng tối thiểu trước Southampton và chiến thắng với tỷ số 2-1 của Aston Villa trước đội chủ nhà West Ham. Trận đấu duy nhất có tỷ số hòa cho đến lúc này của vòng một ngoại hạng Anh là màn so tài giữa Nottingham Forest và Bournemouth. Sau 7 trận đấu diễn ra ở vòng một ngoại hạng Anh, lúc này 6 câu lạc bộ đang cùng có 3 điểm sau chiến thắng ngày ra quân và đang dẫn đầu gồm Brighton, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Man United và Newcastle. Nhóm 6 đội thất bại ngày ra quân gồm Everton, World West Ham, Ipswich Town, Southampton, Fulham. Tại La Liga dạng sáng nay cũng diễn ra hai trận đấu tiếp theo của vòng 1, trên sân nhà Valencia nhận thất bại 1-2 trước Barcelona, trong khi đó Osasuna để Leganes cầm hòa với tỷ số 1 đều. Tại Serie A, cả 4 trận đấu đầu tiên ở vòng 1 đều kết thúc với tỷ số hòa, trong đó có những trận hòa bất ngờ như việc Genoa trên sân nhà cầm hòa nhà đương kim vô địch Inter Milan với tỷ số 2 đều. Tương tự AC Milan dù được thi đấu trên sân nhà cũng để cho Torino cầm hòa với tỷ số 2 đều. Trong khi đó, Parma cũng cầm hòa Fiorentina một đều, còn trận đấu giữa Empoli và Moza kết thúc không có bàn thắng. Tại giải vô địch quốc gia Pháp đêm qua chứng kiến các trận đấu bùng nổ bàn thắng, câu lạc bộ Olympic Marseille bẹp đội chủ nhà Brett với chiến thắng 5-1, trong đó tân binh đến từ Man United là Mason Greenwood ghi dấu ấn với hai bàn thắng sớm. Trong khi đó, câu lạc bộ LOSC Lille có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Reims, Monaco có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước xanh Etienne. Theo lịch thi đấu hôm nay 18 tháng 8, tại ngoại hạng Anh sẽ diễn ra hai trận đấu tiếp theo ở vòng 1. Vào lúc 20 giờ là màn so tài giữa Brentford và Crystal Palace và vào lúc 22 giờ sẽ là trận đấu tâm điểm của vòng 1 Premier League giữa Chelsea và Man City. Sáng sáng ngày mai 19 tháng 8 sẽ diễn ra hai trận đấu tiếp theo của vòng 1 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha vào lúc 0 giờ ngày 19 tháng 8 trên sân nhà Anoeta, câu lạc bộ Real Sociedad sẽ tiếp đón Rayo Vallecano vào lúc 2 giờ ngày 19 tháng 8. Mallorca sẽ tiếp đón đương kim vô địch Real Madrid trên sân nhà Estadi Mallorca Son Mois. Tại giải vô địch quốc gia Italia, đêm nay và dạng sáng mai sẽ diễn ra 4 trận đấu. Vào lúc 23 giờ 30 phút hôm nay 18 tháng 8 cũng diễn ra 2 trận đấu. Cụ thể trên sân nhà Marc Antonio Bentegozi, câu lạc bộ Verona tiếp đón Napoli. Ở trận đấu này dù được đá trên sân nhà nhưng Verona được dự báo khó giữ lại một điểm trước cựu vương Napoli. Dù không còn bách chiến bách thắng như mùa giải 2022-2023 nhưng Napoli vẫn có trong mình đội hình chất lượng hơn, đồng đều hơn nếu thi đấu thăng hoa và tìm lại cảm xúc chơi bóng, Napoli hoàn toàn có thể kiếm về 3 điểm từ sân khách ở trận mở màn mùa giải mới. Cũng diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày chủ nhật 18 tháng 8 câu lạc bộ Udinese sẽ có chuyến hành quân được dự báo đầy khó khăn trên sân Renato Danara của câu lạc bộ Bologna nên nhớ Bologna kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, với lợi thế sân nhà đội bóng sọc đỏ đen hoàn toàn có thể giữ lại 3 điểm ở trận đấu thuộc vòng đầu đầu tiên này. Dạng sáng thứ hai ngày 19 tháng 8, vòng 1 Serie A sẽ tiếp tục với hai trận đấu, trong đó hai trận đấu cùng diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút. Cụ thể, câu lạc bộ S Roma hành quân đến sân Sardegna Arena của câu lạc bộ Cagliari. Đây là trận đấu mà S Roma được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng khi phải làm khách và trong trận đấu mở màn khi nhiều cầu thủ còn mang sức y sau thời gian nghỉ dài, rất khó để S Roma có chiến thắng. Trong khi đó cùng diễn ra vào khung giờ trên câu lạc bộ Lazio được thi đấu trên sân nhà Stadio Olimpico và chỉ phải tiếp đón tân binh Veneria, một chiến thắng được dự báo dành cho đội chủ nhà. Tại giải vô địch quốc gia Pháp vào lúc 20 giờ hôm nay Chủ Nhật 18 tháng 8, tân binh OCG được chơi trên sân nhà Stade ZL ABBE để xăm để đón tiếp câu lạc bộ Nice vào khung 22 giờ ngày 18 tháng 8 giờ Việt Nam. Lịch một mùa giải năm nay đồng loạt diễn ra 3 trận đấu gồm. Montpellier tiếp đón câu lạc bộ strasbourg Ansas trên sân nhà Stade zela Câu lạc bộ Nantes có chuyến làm khách khó khăn trên sân Municipal của câu lạc bộ Toulouse, trong khi đó câu lạc bộ Lens làm khách trên sân vận động Stade Raymond-Copa của của câu lạc bộ Angers. Trận đấu muộn nhất vòng một Ligue một mùa giải này là chuyến làm khách của Lyon trên sân Razon Park của câu lạc bộ Stade Rennes lúc 1 giờ 45 phút ngày thứ Hai 19 tháng 8.